Sáng sớm nay theo giờ Hà Nội, một vụ nổ súng đã xảy ra tại một trường cấp 3 ở bang New Mexico, miền Tây Nam nước Mỹ, khiến 3 người thiệt mạng, trong đó bao gồm cả kẻ tấn công. Trong một thông báo trên mạng xã hội Twitter, lực lượng cảnh sát bang New Mexico cho hay, hai học sinh và hung thủ đã thiệt mạng trong một vụ nổ súng tại trường cấp 3 Aztec, cách thủ phủ Albuquerque của bang này 290 km về phía Tây Bắc. Hiện nhà chức trách đang tiến hành kiểm tra an ninh tại ngôi trường nói trên. Hiện cảnh sát chưa công bố số người bị thương, song trước đó, truyền thông địa phương đưa tin ít nhất 15 người đã bị thương trong vụ việc. Hiện chưa rõ lý do nghi phạm thiệt mạng cũng như động cơ của vụ tấn công. Theo thống kê của các tổ chức phi chính phủ, những vụ nổ súng trong năm nay ở Mỹ đã gây ra 3.700 thương vong cho trẻ em và thanh thiếu niên. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cho biết, mỗi năm ở nước này có hơn 33.000 người chết vì súng đạn, trong đó có hơn 22.000 người tự sát.